Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga và Ukraine mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hiện tại không chỉ Ukraine lo ngại ông Trump sẽ đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn có lợi cho phía Nga, mà các nước châu Âu cũng lo ngại điều này bởi một hiệp ước với các điều khoản bất lợi cho Ukraine cũng sẽ không tốt cho an ninh của họ. Còn bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine, Lý do là vì ông không muốn Mỹ phải trả tiền để bảo vệ một quốc gia châu Âu xa xôi. Nếu châu Âu tìm ra nguồn tiền để viện trợ cho Ukraine, có thể từ 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga mà phương Tây đã đóng măng khi xung đột bắt đầu, thì Tổng thống sắp tới của Mỹ có thể sẽ tìm kiếm một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin với các điều khoản có lợi cho Kiev. Hiện tại không chỉ Ukraine lo ngại ông Trump sẽ đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn có lợi cho phía Nga, EU, Vương quốc Anh và các quốc gia châu Âu khác cũng lo ngại điều này bởi một hiệp ước với các điều khoản bất lợi cho Ukraine cũng sẽ không tốt cho an ninh của họ. Đó là động lực để châu Âu thuyết phục ông Trump tìm kiếm một thỏa thuận tốt cho Kiev. Nếu châu Âu chứng minh cho bậc thầy đàm phán thấy rằng họ có thể tìm được nguồn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong trường hợp xung đột kéo dài, thì ông Trump sẽ có lý do để tìm ra một thỏa thuận như vậy. Có một cách để ông Trump gây áp lực lên Nga. Ông có thể nói với Tổng thống Putin rằng phương Tây sẵn sàng rót thêm rất nhiều nguồn lực tài chính, quân sự để Ukraine có thể giữ vững tiền tuyến, rằng cuối cùng Nga sẽ hết cả người lẫn tiền và việc chấp nhận thỏa thuận ngay bây giờ cũng là vì lợi ích của Nga. Về lý thuyết, các nước châu Âu có thể chỉ cần đảm bảo có thể cung cấp cho Ukraine khoản tiền viện trợ lớn, phần việc còn lại sẽ là của Mỹ. Con số 300 tỷ USD cũng chỉ tương đương 0,4% tổng sản lượng kinh tế của EU và Vương quốc Anh cộng lại. Nhưng vào thời điểm ngân sách eo hẹp, và vẫn còn nhiều ưu tiên khác, các nước châu Âu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi tìm ra một khoản tiền như vậy. Một giải pháp khác hợp lý hơn việc tịch thu sẽ là khoản vay bồi thường. Theo kế hoạch này, nhóm G7 sẽ cho Ukraine vay 300 tỷ USD. Đổi lại, Kiev sẽ cam kết yêu cầu Moscow bồi thường cho hậu quả của xung đột. Nếu Điện Kremlin từ chối trả tiền, các nước G7 sẽ thừa hưởng yêu cầu bồi thường đối với Nga và trừ vào số tài sản bị đóng băng. Khoản tiền này sau đó sẽ là của G7. Nếu kế hoạch này được thực hiện, cũng cần phải điều chỉnh để tính đến thực tế là G7 đã đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ USD từ tiền lãi thu được trên các tài sản vì đóng băng của Nga. Với việc ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng và Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường, giờ là lúc cần phải đưa ra quy định. Nếu châu Âu không tìm được tiền cho Ukraine, họ sẽ ở trong tình thế tệ hơn cả về mặt chiến lược và tài chính. Cuộc bầu cử ở Đức vào tháng 2 2015 cũng là một yếu tố mà châu Âu phải cân nhắc các nhà lãnh đạo trung hữu, Friedrich Merz, người được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ tướng tiếp theo, có cách tiếp cận cứng rắn hơn so với thủ tướng đương nhiệm của Đức Olaf Scholz trong việc ủng hộ Ukraine. Tiền tuyến ở Ukraine có lẽ không thay đổi nhiều, vấn đề chính là trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào cũng sẽ là Ukraine được đảm bảo an ninh ra sao sau lệnh ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn với các đảm bảo an ninh đáng tin cậy sẽ cho phép khoảng 80% lãnh thổ Ukraine hiện không bị Nga kiểm soát vẫn được tự do và có chủ quyền. Cuối cùng, Ukraine có thể gia nhập EU và xây dựng lại nền kinh tế. Ngược lại, một thỏa thuận có lợi cho Nga sẽ khiến Ukraine rơi vào thế yếu mọi bề và cũng là kịch bản mà các nước châu Âu không bao giờ mong muốn giới chức đức đang lên kế hoạch biến ga tàu điện thành hầm trú bom đạn trong bối cảnh nước này đánh giá nguy cơ chiến tranh ngày một gia tăng tờ báo bill của đức dẫn thông tin từ văn phòng liên bang về phòng vệ dân sự cho biết đang tìm kiếm những công trình công cộng có thể cải hoán thành hầm trú ẩn đồng thời phát triển một ứng dụng giúp người dân dễ dàng tìm nơi ẩn náu an toàn ngoài ra giới chức đức còn khuyến khích người dân dựng nơi trú ẩn an toàn ở tầng hầm trong nhà cũng như thiết lập lại mạng lưới hầm trú ẩn công cộng từng bị coi là không còn cần thiết từ năm 2007. Hiện Đức chỉ còn 579 hầm trú ẩn trên cả nước, đủ chỗ cho hơn 500.000 người ẩn náu trong trường hợp xung đột hoặc chiến tranh nổ ra. Trong khi đó, tổng dân số của quốc gia Trung Âu này lên tới 84,4 triệu người ông rad lãnh đạo văn phòng liên bang về phòng vệ dân sự cảnh báo phải mất cả một thế hệ mới có thể xây dựng được mạng lưới hầm trú ẩn mới chính vì thế đức cần phải tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng hơn đến thời điểm này giới chức đức đã bắt tay và thiết lập danh sách các nhà ga tàu điện văn phòng công trình công cộng có thể sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp bên cạnh đó một ứng dụng cung cấp bản đồ trực tiếp cho người dân đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất trên toàn nước đức đang được phát triển giới chức đức cũng đang triển khai một chiến dịch thông tin hướng dẫn người dân biết cách tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm trước đó đảng dân chủ thiên chúa giáo cdu đối lập từng lên tiếng chỉ trích chính phủ đức vì không chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng nga tiến hành tập kích các mục tiêu trên đất nước đức cdu kêu gọi phải xây dựng mạng lưới hầm trú ẩn sớm nhất có thể theo thông tin từ trang web Notes from Poland, những ghi chú từ Ba Lan, một nghiên cứu năm 2023 chỉ ra rằng Ba Lan chỉ đủ hầm trú ẩn cho khoảng 300.000 người. Song, Ba Lan đã đưa thêm ga tàu điện và các đường hầm vào danh sách hầm trú ẩn tạm thời, đủ chỗ cho toàn bộ người dân ẩn náu. Trong khi đó, viện nghiên cứu xã hội Subterranean Britannica của Anh cho hay, toàn nước Anh có khoảng 276 hầm trú ẩn được thiết kế để bảo vệ người dân trong trường hợp bị tấn công hạt nhân. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã bước vào giai đoạn quan trọng sau các cuộc đàm phán với các đồng nghiệp từ Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Cuộc họp báo được phát sóng trên trang web của Bundeswehr của Đức. Bây giờ cuộc chiến ở Ukraine đã bước vào giai đoạn quan trọng, đã đến lúc châu Âu tăng cường an ninh và phòng thủ tập thể. Chúng tôi đang hợp tác cùng nhau để củng cố sườn phía đông của NATO, Bộ trưởng John Healey nói. The Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết. Vài tuần trước, Anh đã giao hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Keir Starmer lên nắm quyền. Bài báo không nêu rõ số lượng chính xác và ngày những tên lửa nói trên được chuyển tới Ukraine. Trong khi đó, cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu một thất bại hoàn toàn trên toàn bộ tuyến liên lạc chiến đấu. Các đơn vị của họ tiếp tục rút lui. Ông nói thêm rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine không ảnh hưởng đến tình hình ở mặt trận. Theo Bloomberg, mới đây Anh đã chuyển giao hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Keir Starmer lên nắm quyền. Theo đó, việc chuyển giao tên lửa Storm Shadow cho phía Ukraine đã không được công bố công khai. Việc chuyển giao được thực hiện cách đây vài tuần sau khi phía Ukraine được cho là cạn kiệt nguồn tên lửa tầm xa. Hoạt động này cũng được tiến hành trước khi Mỹ và Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do các nước này sản xuất để tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Đến nay, số lượng tên lửa Storm Shadow được phía Anh chuyển giao cho Ukraine cũng như thời điểm lô hàng này đến Ukraine vẫn chưa được nêu rõ, nhưng ước tính lên tới hàng chục. Storm Shadow là loại tên lửa tấn công chiến thuật do tập đoàn MBDA sản xuất, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí, trung tâm sửa chữa và sân bay quân sự. Các phiên bản khác nhau của tên lửa Storm Shadow có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Trước đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow cho các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các lực lượng của Liên bang Nga, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ, bao gồm cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea, khu vực bị Liên bang Nga sát nhập năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có bài phát biểu tuyên bố rằng Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryan trong ngày 19 tháng 11 bằng tên lửa tầm xa Attack MS của Mỹ và tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh. Sau đó, trong tuyên bố vào ngày 22 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, sáu tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 67 máy bay không người lái trong cuộc tấn công ngày 19 tháng 11 vừa qua. Cũng trong tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về thông tin được đăng tải trên Bloomberg về việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow nhắm vào khu vực cớt của Nga, Ông Peskov cho rằng đây là một sự leo thang mới, đây là lập trường rất vô trách nhiệm của chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden. Để đáp trả việc sử dụng vũ khí của Mỹ và Anh, ngày 21 tháng 11, Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oresnik để tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Nebropetrov, nơi được cho là sản xuất công nghệ và vũ khí tên lửa. Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 25 tháng 11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ đang hỗ trợ Ukraine đánh giá tác động của cuộc tấn công bằng tên lửa Oresnik của Nga. Bà nói, chúng tôi vẫn đang xem xét vấn đề này với người Ukraine, vì vậy tôi không có đủ lý lẽ để nói ra vào ngày hôm nay. Nhưng khi chúng tôi có thể cung cấp nhiều hơn, chúng tôi sẽ làm. Trước đó, vào ngày 24 tháng 11, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã nghiên cứu mảnh vỡ thu được từ loại tên lửa siêu vượt âm mà Nga dùng để tấn công thành phố Dnipro vào ngày 21 tháng 11. Theo hãng tin Reuters, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine cho biết loại vũ khí này có khả năng thuộc tổ hợp tên lửa Kết có liên quan đến hệ thống Oresnik và được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2021. Trong đánh giá đầu tiên về tên lửa Oresnik ngày 22 tháng 11, Ukraine nói rằng tên lửa Oresnik đã tấn công thành phố Dnipro vào ngày 21 tháng 11, đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km h và mất khoảng 15 phút để đến mục tiêu từ vị trí phóng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bản tin tiếp theo.